Ok, hi, xin chào các bạn. Thì như cái video mà các bạn có thể xem ở đây nè, mình sẽ nhờ anh EFT đỡ nó ở đây. Thì mình có đặt một chiếc đồng hồ ở trên Shopee về và cái giá nó khoảng vài chục nghìn thôi. Mình cũng đã làm một cái, sau khi mà mình làm một cái video kiểu drop test cũng như là một vài cái bài test về cái độ bền á, thì như các bạn thấy nó đã toang rồi. Và trong video hôm nay á, thì mình sẽ mở cái nắp lưng của chiếc đồng hồ này ra để xem bên trong nó có gì và các bạn sẽ nhận được gì khi bỏ khoảng vài chục nghìn mua một chiếc đồng hồ. Rồi ok, mời các bạn bắt đầu cùng video này với mình nhé. À, và trước khi bắt đầu video thì mình cũng nói luôn là mình không có phải là kiểu nhân viên đến từ phòng kỹ thuật của đồng hồ Ái Triều, cho nên một vài thao tác mà là nó khá là nghiệp dư, cho nên nếu như mà bạn xem á thì các bạn cũng được đánh giá mình là kiểu không chuyên nghiệp hay như thế nào nhé, tại vì mình chỉ là người làm content bình thường thôi. Đầu tiên thì mình nghĩ là mình sẽ mở bốn cái con ốc ở bốn cái chấu này ra. Như các bạn đã thấy thì vì đây là một chiếc đồng hồ được gia cường bằng bốn con ốc, cho nên là việc mở nó ra cũng khá là đơn giản, nó không có phức tạp như những chiếc đồng hồ mà kiểu người ta sử dụng cái nắp lưng bằng dạng siết chặt vào mặt hay là dùng cái máy ép thủy lực để ép nó vào, cho nên là cái việc mở này nó cũng khá đơn giản với người mình cũng như là các bạn thôi. Chỉ cần có một cái tua vít thì mình đã mở được. Và các bạn thể xem cái bên trong một số, ui, các bạn đã thấy thì nó bị bị xé khá nhiều vị trí. Thứ nhất là ở cái mặt trong chiếc đồng hồ này, ngoài đó là cái phần cái đa phần các chi tiết bên trong chiếc đồng hồ này thì nó đã bị xé hết. Về về phần cái bảng mặt bên trong thì hai cái con ốc ở hai bên cố định cái viên pin nó cũng đã bị gãy rồi. Thì các bạn thể thấy là cái khả năng chống nước của những chiếc đồng hồ giá rẻ nó chỉ dừng lại ở mức này, thì mình cũng phải chấp nhận thôi tại vì nó giá rẻ mà. Thì mình sẽ mở cái chi tiết của cái viên pin. Như các bạn đã thấy, viên pin nó là một viên pin to và ngoài của hộ viên bên cúc áo cũng khá là, mình cũng không biết là viên bên này xài được hay không, mà theo cảm quan của mình thì nó là bị rỉ ở những cái phần xung quanh, cho nên là cũng không biết chất lượng nó như thế nào. Ở trong thì cũng có một vài cái ký hiệu, cái chữ này là CR2032, còn ở đó là lithium battery. Ngoài đó cùng với đó là một vài cái chữ Nhật Bản mình cũng không biết đọc nó là cái gì, mình sẽ để nó ở đây. Thì để xem cái module bên trong nó sẽ gồm có cái gì nữa. Thì như các bạn đã thấy thì vì mình cũng không có muốn nhấn mạnh cái chi tiết này quá đâu, nhưng mà so với cái mức giá của nó thì các bạn có thể nhận được cái module với kiểu người ta build nó cũng khá là kiểu sơ sài thôi. Các bạn có thể có một cái băng mạch và được gia cường với cái màn hình nhiều hai con ốc như thế này, thì các bạn sẽ không có được cái chất lượng này khi mà bỏ một cái số tiền khá là lớn để mua những chiếc đồng hồ G-Shock. Tại vì đối với những chiếc đồng hồ G-Shock thì người ta gia cường cái chi tiết này khá là tốt, còn ngoài đó là người ta cũng không làm nó sơ sài tới mức mà để các bạn sẽ dễ dàng mở như mình như thế này. Thì trên này là có cái IC, vì đó là cái nền sâu của cái màn hình giúp cho các bạn thể đọc. Thì để mình xem để mình có thể còn có thể mở cái gì ra nữa không ạ. À, giờ chỉ cần lên nó lên thì wow. Như các bạn thể thấy thì đây là cái phần module cái màn hình, nó sẽ có kiểu Sunday, Monday, Tuesday, nó cũng khá là cơ bản rồi, nó đã có sẵn trên này rồi. Thì và còn cái phần còn lại của cái mặt case thì các bạn thấy là nước nó đã tràn vào khá là nhiều. Thì mình cũng không biết nữa, nhưng mà cái này nó ghi là water resistant kiểu gì mà nó chống nước khá là tệ. Mình còn có thể đọc ở trên phần hướng dẫn của nhà của cái bên bán lẻ thì người ta kêu là cái khả năng chống nước của chiếc đồng hồ này được khoảng 3 ATM, nhưng mà đối với 3 ATM mà như thế này thì nó hơi toang các bạn, cho nên mình nghĩ là thì cũng tiền nào của nấy thôi, chứ mình cũng chả biết nói như nào về cái chiếc đồng hồ này. Thì nhìn sơ qua thì nó cũng chỉ có một vài cái module đơn giản như thế này thôi, và để làm được cái điều này thì mình nghĩ là chỉ có một vài nhà sản xuất,
kiểu làm số lượng lớn đến từ Trung Quốc thì người ta mới có thể sản xuất cho chúng ta những cái chiếc đồng hồ vừa giá rẻ, cùng với đó là cái chất lượng nó cũng theo mình nghĩ là nó cũng song song với giá tiền thôi, thì cũng mình cũng không có comment gì nhiều về vấn đề này. Thì đó, ok, vậy là trong video hôm nay mình đã cùng đã tháo luôn cả cái chiếc đồng hồ này ra cho các bạn xem. Bên trong một chiếc đồng hồ kiểu giá vô cùng dễ tiếp cận, cái kiểu là ai cũng có thể mua được, thì nó sẽ như thế nào thì các bạn sẽ thấy cũng khá là đơn giản. Ok, và nếu như bạn thích video này thì hãy nhấn like, share. Cùng với đó là các bạn muốn mình làm thêm về một vài chiếc đồng hồ nào nữa thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới. Nếu như mà mình thấy các bạn quá là yêu thích một mẫu đồng hồ nào thì mình sẽ mua về và mình làm cho các bạn xem những video như thế này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.